Xin chào các bạn, hôm nay sẽ là một video các bạn đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Đây là bản upgrade của một video 2 năm trước. Đó là máy ảnh nào dành cho người mới đáng mua nhất năm 2017. Bắt đầu thôi. Thời điểm cuối năm chắc chắn là thời điểm mà chúng ta sẽ được, thế nói thế nào nhỉ, kích cầu mua sắm nhiều nhất. Đó là được nhận lương này, thưởng này, tiền tiết kiệm cả năm này. Và rất may vào cái thời điểm cuối năm này, các hãng hay là các trang thương mại điện tử cũng bắt đầu kích cầu mua sắm bằng cách giảm giá rất mạnh cho các loại máy ảnh. Nói chính xác hơn thì vào khoảng 11 tháng 11 này, các trang thương mại điện tử giảm giá các máy ảnh rất là nhiều. Vậy là hôm nay bọn mình quyết định làm một cái video đưa ra cho các bạn một danh sách tất cả những chiếc máy đáng mua và rất rẻ trong năm 2017 này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến hạng cân đầu tiên nhé. Đó là hạng cân chắc là khoảng vào 6, 7, 8, 9 triệu. Thì ở đây mình có 3 chiếc máy mình nghĩ là đáng mua nhất. Xin được giới thiệu với các bạn từ lớn đến bé. Ở đây chúng ta có Canon EOS M10 mirrorless nhá, Canon EOS 700D, và bên này đại diện cho Nikon chúng ta có chiếc máy Nikon D3400. Đầu tiên nói đến chuyện mà chắc là nhiều người sẽ quan tâm nhất, đó chính là giá đi. Thì ở đây ba chiếc máy này có giá khá là mềm theo mình nghĩ. Đầu tiên với chiếc Canon EOS M10 này, nó có giá là khoảng 6-7 triệu, 6-7 triệu. Tiếp theo đến chiếc phải sắp xếp lại một tí. Đây, đến với chiếc Nikon D3400 này, chúng ta có giá khoảng 8,7-9 triệu. Cũng khá là mềm trong chiếc DSLR đúng không? Nhìn Pro này. Và cuối cùng, nặng ký nhất trong cái hạng cân này, đó chính là Canon EOS 700D. Với giá chỉ khoảng 9,2-9,3 triệu gì ấy, bao gồm cả ống kit nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong đi của cả ba chiếc máy này. Đến với người em thấp bé nhẹ cân nhất, đó chính là M10. Với chiếc máy này thì mình thấy đây là một chiếc máy khá là nhỏ nhẹ, cầm đi khá là dễ. Nói chung là có thể thay thế được một chiếc máy compact du lịch mà cho chất lượng ảnh khá là tốt. Ở đây, M10 có màn hình lật lên. M10 vẫn dùng một khe thẻ nhớ SD như những chiếc máy khác. Có pin ở dưới này, lắp ở dưới đáy máy. Đó. Nói chung là cũng không có gì để chê trách nhiều. Tuy nhiên, có một điểm mình không thích ở dòng mirrorless này, đó chính là nó không có cái bảng cầm ở đây. Với các bạn trai tay to một tí thì có lẽ sẽ hơi khó cầm. Vậy nên là những chiếc máy này có lẽ mình sẽ đánh giá là phù hợp hơn với các bạn có tay nhỏ hay là các bạn gái thích selfie. Chiếc màn hình này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến vẻ bề ngoài của hai người anh trông cao to đen hôi hơn một tí. Đó chính là Nikon D3400 và Canon 700D. Hai chiếc máy này thì một chiếc anh 700D ra đời tận, mình không nhớ không nhầm thì năm 2013. Còn em Nikon D3400 vừa ra đời năm ngoái thôi, 2016. Tại sao mình lại đưa hai chiếc máy này lại cạnh nhau này? Thì lý do còn dài lắm. Giờ chúng ta sẽ đi thử ở bên ngoài nhé. Hai chiếc máy này thì đây, người anh này có vẻ to hơn một tí, cũng nặng hơn một tí luôn. Về thiết kế, ngoài việc to hơn thì hai chiếc máy này cũng cũng hơi giống nhau. Tại sao? Bởi dòng 4 số của Nikon thì có một bánh xe ở đằng sau này, và không bánh xe ở đằng trước. Dòng 3 số của Canon cũng vậy, chỉ có một bánh xe ở trên và không có bánh xe ở đằng sau. Vậy các bạn sẽ hỏi mình là tại sao những chiếc máy lại thiết kế như vậy? Không có đủ hai bánh xe thì chỉnh khẩu tốc kiểu gì? Thì ở đây trên cả hai chiếc máy đều có nút bù trừ sáng AV. Với nút này các bạn có thể thay đổi thông số còn lại. Bạn sẽ giữ nút AV này và xoay bánh xe này. Ví dụ bạn đã chỉnh, đây là khẩu, bạn vặn này có thể chỉnh khẩu, bạn muốn chỉnh tốc đúng không? Có thể giữ nút AV này và sau đó vặn bánh xe khẩu. Đó, nó sẽ chỉnh tốc cho bạn. Xem với chiếc máy D3400 này thôi. Đó, vậy là vẻ bề ngoài cũng xem nhau. Có một điểm mình thấy 700D rất đáng tiền, đó là có màn hình lật. Đây là lý do mà mình đưa một chiếc máy cũng 4-5 tuổi rồi vào so sánh với một chiếc máy mới có 1 năm tuổi vừa ra đời năm ngoái, vì D3400 ở đây không có màn hình lật. Thêm vào đấy, 700D cũng có cảm ứng luôn trên chiếc màn hình này. Không giống như D3400 ra đời năm 2016 rồi mà vẫn phải bấm bật nút ở trên này. Ngoài ra hai chiếc máy này cũng xem nhau về chuyện thẻ nhớ. Đây, 700D dùng một khe thẻ nhớ SD. D3400 cũng vậy, cũng vẫn chỉ có một khe thẻ nhớ SD. Cũng không có gì để bàn vì hai chiếc máy này gần xem nhau về bề ngoài đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bên trong và xem tính cách của ba anh em này thế nào nhé. Thì đầu tiên với Canon EOS M10 đi, mình đánh giá chiếc máy này khá cao.
khi đọc qua thông số. Đó là tại sao? Bởi với một màn hình cảm ứng này, là thực ra trước các bạn có thể selfie. Đó. Về thông số, M10 sử dụng chip xử lý Digic 6 khá xịn. Mình hơi bất ngờ khi đọc được thông tin này. Cho khả năng khử nhiễu khá là tốt vì M10 ISO cao nhất nhá, mà có thể mở rộng ra nó có thể lên được là 25.600. Canon M10 sử dụng cảm biến 18 megapixel. Tính đến bây giờ thì 18 không phải con số lớn nữa, vậy nên nó sẽ cho bạn khả năng in ấn gọi là vừa phải thôi. Và các bạn cũng nhớ là về đừng crop ảnh nhiều quá nhé. Với tầm giá chỉ khoảng 6-7 triệu, đó, các bạn sẽ có một chiếc máy ảnh thay cho điện thoại selfie hoàn hảo luôn. M10 cũng sở hữu một tính năng mà rất cần thiết cho máy ảnh bây giờ, đó chính là wifi. Đó, các bạn có thể chụp ảnh xong và chuyển ảnh sang điện thoại và post lên mạng ngay lập tức. Khác với chiếc máy đàn anh ở đây là chiếc 700D sử dụng chip xử lý Digic 5, giải ISO từ 100 đến 12.800, vậy là kém hơn M10 một chút. Tuy nhiên, dù đời đã cũ rồi nhưng 700D tại sao vẫn làm chiếc máy khá là đáng mua? Tại vì đây vẫn làm chiếc DSLR cầm khá chắc tay. Digic 5 nghe bảo cũ thôi nhưng mà mình thấy là chất lượng ra vẫn khá là ok. Chiếc máy ảnh này cũng sở hữu cảm biến 18 megapixel, cũng gọi là vừa đủ so với thời đại này. Vậy nên các bạn cũng nhớ là đừng crop nhiều quá nhá. Một chiếc màn hình xoay lật đằng trước đằng sau. Như bạn hỏi mình là màn hình này có dễ gãy không ấy, thì mình sẽ phải trả lời là không, không dễ gãy một tí nào, rất là chắc chắn. Có một điểm đáng tiếc đối với 700D đó chính là nó đã không có wifi. Thôi, cũng không thể trách được, ra đời tận năm 2013 mà. Có một phần mình quên mất, đó chính là về điểm lấy nét, một phần rất quan trọng trên máy ảnh. Đây, với M10 nghe thông số vẻ rất kinh khủng, 49 điểm lấy nét so với 9 điểm lấy nét của 700D. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng mình lại cảm thấy là 9 điểm lấy nét của 700D lấy nét nhanh hơn 49 điểm của M10 rất nhiều. M10 có wifi, 700D không có wifi, khá đáng tiếc đúng không ạ? Nhưng mà với mình thì mình không thấy có vấn đề gì đâu. Tại vì bây giờ có rất nhiều công nghệ có thể hỗ trợ được bạn về việc xử lý wifi này. Ừ, có wifi thì tốt, còn nếu không có wifi thì sao? Các bạn vẫn có thể mua 700D. Sau đấy mình gợi ý là các bạn có thể mua thêm một chiếc thẻ nhớ có wifi. Thẻ nhớ nào gì? Bọn mình sẽ để link dưới này nhé. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với một người bạn đến từ hãng khác, đó chính là Nikon D3400. Tại sao mình đặt chiếc máy này cùng với hai chiếc Canon ở đây? Vì nó có giá cũng gần xem nhau. Và thêm vào đấy, mình thấy là hiệu năng của chiếc máy này khá là ổn, cũng cùng mức với hai chiếc máy này luôn. Đi vào bên trong nhé, thì D3400 đầu tiên không có màn hình cảm ứng. Hơi tiếc, ra đời năm ngoái mà không có màn hình cảm ứng. Tiếp theo, D3400 sử dụng con chip của Nikon, đó là XP4. Đây là một chip xử lý mình nghĩ cũng khá là ok cho khả năng khử nhiễu và chất lượng ảnh khá là tốt. Nikon D3400 tiến bộ hơn, sử dụng cảm biến 24 megapixel. Với số megapixel này, các bạn có thể crop ảnh thoải mái hơn một tí và in ấn khổ lớn cũng ok đấy. Một điều đáng buồn đối với D3400 đó chính là ra đời mới gần đây thôi, vậy mà nó lại không có wifi. Tuy nhiên các bạn cũng không phải buồn đâu, không wifi chúng ta lại dùng được thẻ nhớ wifi đúng không? Thêm vào đấy, D3400 có bù lại cho người dùng, đó là nó có Bluetooth và nó có thể sử dụng SnapRidge, một ứng dụng mới của Nikon dùng để truyền ảnh giữa máy ảnh và các điện thoại thông qua Bluetooth. Nói về số điểm lấy nét của D3400 thì sao? D3400 sở hữu 11 điểm lấy nét, nhiều hơn 700D 2 điểm và vẫn ít hơn M10. Tuy nhiên, trong 11 điểm lấy nét của D3400 chỉ có một điểm duy nhất là điểm crosstalk. Vậy nên là mình thấy về điểm lấy nét chẳng hạn, D3400 có lẽ vẫn thua 700D một tí. Về tốc độ chụp liên tiếp thì sao? Hai chiếc máy D3400 và 700D đều cho chúng ta tốc độ chụp liên tiếp là 5 hình trên giây. Về chiếc M10 nó cho tốc độ chụp kém hơn, mà kém hơn không nhiều đâu. M10 có thể chụp được 4,6 hình trên giây, tức là thua hai chiếc máy này 0,4 hình trên giây. Mình nghĩ là nó cũng không quá đáng kể để phải nhắc đến đâu. Vậy nên là nếu mà bạn mua máy vì tốc độ chụp ấy, thì ba chiếc máy này đều xem nhau cả. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua phân khúc đầu tiên với những đối thủ nhẹ ký nhất. Nếu mà có ai hỏi mình ba chiếc máy này dành cho ai, thì mình xin phép được trả lời ba chiếc máy này dành cho những người mà thích đi chơi du lịch chụp ảnh, không quá quan tâm đến kiểu như là máy ảnh phải chụp tốt trong ISO tối này, hay là chụp thể thao phải bắt được nét nhanh này, hay là chụp rất nhanh này. Đó, chiếc máy này dành cho các bạn mới chụp ảnh, các bạn sinh viên, những ông bố bà mẹ mua về để chụp con cái trong gia đình, hay là thỉnh thoảng chụp phong cảnh một tí. Đó, ba chiếc máy này đều có giá khá là tốt ở trên các trang thương mại điện tử. Các bạn muốn mua có thể xem ngay ở link bọn mình để dưới này. Máy tất nhiên là sẽ kèm kit nhá. Đó, các bạn có thể mua về và chụp luôn.